vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Chữ và nhịp flow ta biến cảm xúc mình thành kho báu. Có với người khác âm nhạc chỉ để nghe, đối với ta âm nhạc là lý tưởng. Những thứ lấp lánh này không chỉ để khoe mà để chứng minh ai cũng có thể lấy được. Hey. Chưa bây giờ mình thấy có một cuộc thi nào mà dàn thí sinh chất lượng như lần này hết. Và đưa mình từ cái ngạc nhiên này tới cái ngạc nhiên khác. Có rất là nhiều bạn đến đây để muốn thử sức mình và để cọ sát. Nhưng mà cũng có rất nhiều bạn đến đây là chỉ vì muốn chứng minh với người khác là tôi đang ở đây, tôi đang ở cái thế giới này. Và cái tiếng nói của tôi và những cái gì bao nhiêu năm nghiên cứu của tôi ở trong âm nhạc đó bắt buộc phải được nghe. Nó không thể nào mà có cách khác được hết. Thì những cái tinh thần đó rất là được tôn trọng ở trong cái chương trình này. Về khả năng chiêu dụ với tình huống của huấn luyện viên nào nhất? Khả năng về âm nhạc thì mỗi người đều có một cái màu sắc âm nhạc riêng hết, nhưng mà khả năng chiêu dụ thì cái người mình cẩn thận nhất là Carrick, rất là lời mật ngọt chết ruồi. Nên nếu mà các bạn thí sinh có xem cái này thì mong các bạn cẩn thận với Carrick. Và xin chào các bạn, mình là Binzy, huấn luyện viên của Rap Việt. Các bạn hãy đón xem Rap Việt nha. Rap Việt 20 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 8 trên kênh Vi Giải Trí. Người ấy là ai? Ai? Nằm trên vai và một khán giả. Người ấy là ai?